toàn thể quý vị đang lắng nghe chương trình bình luận và chia sẻ tin tức trên channel của Thanh Việt. Kính thưa quý vị, hôm nay, ngày 21 tháng 1 năm 2022, lời nói đầu tiên Thanh Việt xin được gửi lời chúc sức khỏe, à, bình an đến toàn thể quý vị đang lắng nghe chương trình trực tiếp hay là nghe lại sau này. Trong chương trình ngày hôm nay, tập thứ 104, Thanh Việt phóng sự với chủ đề Ngày tàn của con me nhà họ hứa Lộ danh tính kẻ đứng sau sự thất bại này Trước khi bắt đầu vào chương trình Thanh Việt xin được chia sẻ vài phút Với góc thơ thẩn ngày hôm nay Kính thưa quý vị thì bài thơ đầu tiên Cũng là một phần của tuyển tập thơ ngắn có tựa đề là Thảm họa kép của anh Rồng Bay từ Hà Nội. Đây là phần 3 của tập thơ ngắn này. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Phần 3 thì tự đề là Niềm tin tất thắng. Ví không có cảnh đông tàn, vì sao có cảnh huy hoàng ngày xuân. Trải qua đại dịch gian chuân, mới thấy sức mạnh quân dân một nhà. Sức mạnh đoàn kết chúng ta đội ngũ áo trắng cùng hòa áo xanh lao vào vùng dịch cứu dân làn sóng virus dần dần đã tan cũng như bè lũ cuồng phang virus chính nghĩa sẽ tan nhé hề mùa xuân ấm áp đang về tiếng chim trên khắp miền quê rộn ràng trẻ em lại sẽ đến trường người sẽ đông đúc trên đường gần xa. Việt Nam tổ quốc chúng ta. Niềm tin. Tất thắng. Khúc ca. Khải hoàng. Xin được cảm ơn anh Rồng Bay. Một kết thúc. Cái tuyển tập thơ ngắn. Thảm họa kép. Và bài thứ hai Thanh Việt muốn chia sẻ với quý vị. Ngày hôm nay. Là của tác giả Hoa Lan. Tựa đề của bài thơ. Nỗi lòng. Già mướp nát Xin mời quý vị cùng lắng nghe tin không lành Liên tục đến tay Cuộn già nhục nhã Với chua cay Tinh yên vô tội Quá bẻ bàng Thất vọng ngỡ ngàng Thấu tâm can Men tình ngày ấy vẫn còn đây Thương yêu thù hận Gửi gió mây Con dại trai Con già mướp nát livestream hết chửi rồi ca hát rồi gào rồi khóc rồi say xỉn bệ rạc bẩn thiểu con uổng ỉn khoác lác ba hoa thấy mà khinh ngu không giới hạn tưởng thông minh mướp nát thất nghiệp giờ rất rảnh nên ra chiều nên ra chiêu dở trò ma mảnh làm cò đất nói chỉ cho vui pia khuyến mãi ôi đầy mùi. Đó là bài thơ Nỗi lòng và mướp nát của tác giả Hà Lan. Thanh Việt xin được gửi lời cảm ơn đến hai vị khán giả của chương trình, đó là anh Rồng Bay và chị Hoa Lan. Bây giờ mình vào chủ đề chính của ngày hôm nay nha quý vị. Phải nói rằng khi mà một người không biết một cái luật chơi đâu quý vị thì người ta thường hay khuyên là đừng chơi ví dụ trên màn hình của quý vị quý vị đang coi uh, một nữ vận động viên chơi uh, đánh banh squash. Uh, thì cái môn này rất là khỏe nhưng quý vị có thể đánh là một người hay đánh là hai người tuy nhiên đối với những người mà không biết chơi đâu quý vị mà lại thích chơi thì uh, nó lại không được khỏe uh, như là cái cô vừa rồi mà quý vị thấy trên màn hình là cái anh chàng như thế này khi mà không biết chơi thì có thể nói là toàn thân đầy thương tích. Cái trái banh nó chạm vào cái tường và nó bật lại với một cái sức mạnh cùng như cũng như là cái sức mạnh mà ta đánh vậy. Hay gì không kịp né, không kịp đánh trái banh thì nó có thể làm chúng ta bị thương tật đầy mình. Phải không quý vị? Tương tự, Thanh Việt muốn cho quý vị thấy một cái chuyện, đây là cái câu, đây là cái phần... À, khi duy nhất trong chương trình nha quý vị, quý vị thấy trên màn hình đó là một à, người phụ nữ tiền che thân phải không quý vị? khi mà người ta có tiền thì người ta lấy tiền người ta che thân, thì à, người phụ nữ này là CEO của một công ty, à, bà chuyên môn lấy tiền để che thân, nhưng mà có một câu hỏi rằng khi mà tiền không còn bị phá sản thì chuyện gì sẽ xảy ra? Kính thưa quý vị Khi mà tiền không còn Không còn cái gì mà che thân được nữa Thì Lúc đó là Phải được gọi là khỏa thân em chờ Phải không quý vị Mà khỏa thân Là kiểu nào Mà khỏa thân kiểu như Cái uh, bà CEO của cái công ty đó Thì uh, chắc quý vị Cũng không muốn chờ Phải không quý vị Người ta nói là khi phá sản, khỏa thân em chờ, nhưng mà cũng chẳng ai chờ em cả. khi mà nhắc đến bà nguyễn phương hằng thì hầu như chúng ta đều biết bà có một cái người uh, luật sư riêng đã khuyên bà làm rất là nhiều tờ đơn nhưng quý vị bà thì uh, có một cái tài là la hét trên cộng đồng mạng nhưng mà đằng sau thì uh, có một cái người đó ông ta phụ giúp bà viết những cái lá đơn khiếu nại, lá đơn đề nghị, lá đơn tố cáo mà nó nhiều đến nỗi mà quý vị thấy như là uh, những cái uh, gọi là nó đóng thành một cái khối rất là lớn luôn đó quý vị, yeah. nó như là rác vậy thưa quý vị. thì cái người đàn ông này đó quý vị là một luật sư, thanh việt tạm thời gọi là luật sư nấp lùm. Tí nữa thì Thanh Việt sẽ có một cái tên cho ông luật sư núp lùm này. Nhưng quý vị, ông ông chỉ có núp lùm thôi. Ông phụ ở đằng sau, người ở đằng sau hậu trường. Nhưng quý vị, thì những cái lá đơn đề nghị khiếu nại hay tố cáo nó đến rất là nhiều người. Ba đánh cái đầu tiên đó là với ông Võ Hoàng Yên. Lá đơn này được gửi tới công an thành phố Hồ Chí Minh trường hợp quý vị cũng đã biết rồi lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản phải không quý vị đây là cái lá đơn bà bà khiếu kiện rồi bà cũng làm đơn à, tố cáo đàm vĩnh hưng để công an thành phố hồ chí minh về cái tội không minh bạch trong lúc làm từ thiện rảnh mà quý vị rảnh mà rồi sau đó thì bà làm rất là nhiều đơn đối với hàng ni đầu tiên thì có thể gọi là đến sở Uh, thông tin và truyền thông thành phố Hồ Chí Minh Thanh Việt sẽ giải thích rõ cái phần này nha quý vị ở cái phần này đâu quý vị thì uh, ngày hôm qua ngày 20 tháng 1 thì không biết là bà Nguyễn Phương Hằng đã nhận cái đơn, lá đơn này chưa Thanh Việt biết là đêm hôm qua báo tuổi trẻ cũng đã có một bài viết nhưng uh, đây, Thành Việt xin được chia sẻ với quý vị à, cái lá đơn thật sự nhưng quý vị đây là cái công văn số 34 gửi cho bà Nguyễn Phương Hằng à, cái số công văn này xin lỗi quý vị là số 952 Đã, thuộc à, sở thông tin truyền thông thành phố Hồ Chí Minh à, và từ văn phòng thanh tra thanh tra sở thì nội dung cái lá đơn này đó quý vị là vào ngày 9 tháng 11 năm 2021 À, họ đã nhận được cái uh, lá đơn yêu cầu xét xử uh, và bản giải trình của nhà báo Hàng Ni vào ngày 1 tháng 12 năm 2021 theo cái chỉ đạo của giám đốc sở sau khi nghiên cứu nội dung đơn kiểm tra xác minh và làm việc với cá nhân có liên quan thanh tra sở thông tin và truyền thông đã có những sự trả lời sau đây những quý vị thì cái lá đơn này, cái cái công văn này là Thanh Việt xin được nhắc lại là gửi cho bà Nguyễn Phương Hằng. Cái điểm đầu tiên mà họ trả lời bà Nguyễn Phương Hằng là bà yêu cầu bên uh, Sở Thông tin và Truyền thông là phải xử lý uh, nhà báo Hằng uh, Ni về cái chuyện mà sử dụng hình ảnh của bà mà không có được sự đồng ý của bà. Đó, những hình ảnh này thì bà yêu cầu là phải thu hồi tiêu hủy chấm dứt à, để lên trên mạng à, của à, mạng xã hội của nhà báo hành đi thì bên của sở thông tin họ trả lời ra tốt nhất thì đem ra tòa án dân sự theo cái điều 32 bộ luật dân sự mà khởi kiện nhưng quý vị đó đó là trường hợp đầu tiên bà cũng yêu cầu và cũng yêu cầu cái điểm thứ hai là bà à, yêu cầu bên sở thông tin xem xét cái hành vi của nhà báo Hằng Ni nhân danh là nhà báo sử dụng mạng xã hội để xúc phạm cá nhân à, bà Nguyễn Phương Hằng công ty cổ phần Đại Nam quỹ từ thiện Hằng Hữu là không đúng với quy, quy đợt à, quy định đạo đức nghề nghiệp nhà làm báo xem xét làm rõ mục đích à, của nhà báo Hằng Ni lợi dụng cương vị làm việc tại báo Sài Gòn Giải phóng là cơ quan ngôn luận của thành ủy thành phố Hồ Chí Minh để trục lợi cá nhân thì bên của Sở Thông tin với cái điều này thì họ trả lời ra báo sao còn giải phóng đã nhận cũng đã nhận được đơn của bà Nguyễn Phương Hằng à, à, yêu cầu xem xét về cái vấn đề này nên họ sẽ không có giải quyết. Nha quý vị, họ sẽ không giải quyết vấn đề này vì bà đã gọi là khiếu nại đến hai cơ quan mà cùng một vấn đề. Quý vị thấy rảnh không quý vị? Quá rảnh luôn. Rồi cái mục thứ ba, mục thứ ba là gì? mục thứ ba mà bà Nguyễn Phương Hằng muốn bên Sở Thông tin Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh à, xem xét đó là việc cái hành vi, lời nói, phát biểu của nhà báo Hoàng Ni kích động, cổ vũ, khởi kiện tập thể là không thuộc thẩm quyền. À, thì với cái vấn đề này, thì bên Sở Thông tin Truyền thông họ cho rằng đây không thuộc à, thẩm quyền của Sở Thông tin và Truyền thông. Cái vấn đề thứ tư là đề nghị tịch thu thẻ nhà báo của nhà báo Hằng Ni. À, bà Nguyễn Phương Hằng đề nghị cái đó. Thì bên Sở Thông tin Truyền thông cũng trả lời rất dứt khoát là đây không thuộc thẩm quyền của Sở Thông tin và Truyền thông. Như vậy, với bốn cái điều mà bà Nguyễn Phương Hằng đưa ra điều thứ nhất là yêu cầu Sở Thông tin Truyền thông phải bắt nhà báo Hằng Ni là phải thu hồi tiêu hủy chấm dứt tất cả những hình ảnh của bà nguyễn phương hằng mà được sử dụng ở trên mạng nhưng quý vị thì à, điều này bên à, của sở thông tin truyền thông họ cho rằng nên đem cái vấn đề này ra tòa án dân sự tự vì cái vấn đề mà bà nguyễn phương hằng à, đề nghị xem xét đó nó không thuộc vấn đề quan hệ hành chính giữa cá nhân và sở thông tin truyền thông nên là bên sở thông tin truyền thông họ sẽ không giải quyết. Đây là vấn đề giữa hai người, bà Nguyễn Phương Hằng và nhà báo Hằng Ni là thuộc vấn đề về dân sự. Nên đem cái vấn đề này ra tòa án dân sự nếu bà Nguyễn Phương Hằng muốn. đó Nếu mà muốn kiện thì theo điều 32 bộ luật dân sự thì cứ đem vấn đề này ra tòa để giải quyết. Vấn đề thứ hai là bà Nguyễn Phương Hằng à, cho rằng nhà báo Hằng Ni đã xúc phạm đến cái uh, uh, cá nhân của bà, công ty của bà, như quỹ hằng hữu, thì uh, uh, việc làm như vậy theo bà Nguyễn Phương Hằng là không đúng quy định đạo đức nghề nghiệp của làm báo và làm pháp luật. thì bên Sở Thông tin họ nói rằng ô oh, không, bà cũng đã khiếu kiện về cái vấn đề này đến Sở đến Báo Sài Gòn Giải Phóng nơi mà Hằng ni làm việc. vậy thì bà cứ tiếp tục đi theo cái hướng mà bà đã khiếu kiện đầu tiên với Báo Sài Gòn Giải Phóng. chúng tôi không có nhiệm vụ để làm công việc này. Vấn đề thứ ba và vấn đề thứ tư à, là vấn đề thứ ba là nói về hành vi phát biểu của nhà báo Hằng Ni, Nó kích động, cổ vũ, à, khởi kiện tập thể. thì à, đối với sở thông tin đây không thuộc thẩm quyền để xử nhà báo Hằng Ni. Vấn đề thứ tư là bà Nguyễn Phương Hằng muốn bên sở thông tin tịch thu cái thẻ nhà báo, thì bên sở thông tin cũng trả lời rằng không thuộc thẩm quyền của họ. Đấy hai cái vấn đề ba bốn cái vấn đề à, bên à, sở thông tin truyền thông đã trả lời rõ ràng với bà Nguyễn Phương Hằng. Hy vọng là ngày hôm nay ngày 21 mươi quý vị thì bà đã nhận được. Nhưng quý vị hy vọng là bà đã nhận được. Cái đơn đề nghị tố cáo thứ hai là bà Nguyễn Phương Hằng cùng với luật sư gửi đến à, cơ quan công an Bình Dương. Như vậy là tỷ số hiện nay là đang nghiêng về nhà báo à, hàng ly, nhân quý vị 1-0 Vậy thì chúng ta xem thử cái đơn mà bà gửi tới công an Bình Dương thì kết quả nó như thế nào? Trong cái lá đơn bà Nguyễn Phương Hằng gửi đến cho bên công an Bình Dương đó quý vị, thì bà Nguyễn Phương Hằng có đề nghị làm rõ cái hành vi vi phạm pháp luật của nhà báo Hằng Ni liên quan đến vấn đề quỹ Hằng hữu, đề nghị cơ quan công an là phải điều tra động cơ mục đích của Hằng Ni à, vì Hằng Ni theo bà Nguyễn Phương Hằng nghĩ là đã chủ của các cái tài khoản gửi tiền khoảng vài chục ngàn vào cái quỹ Hằng hữu, cũng như là cần phải có biện pháp xử lý theo đúng quy định à, quy định pháp luật à, và bên công an là phải tìm ra ai là đồng phạm, tổ chức nào đã hoạt động cùng với nhà báo Hằng Ni. thì tại một cái buổi làm việc khi mà được công an Bình Dương mời đến thì nhà báo Hằng Ni đã cho biết rằng thứ nhất các số tài khoản mà bà Nguyễn Phương Hằng nói là đã gửi vài chục ngàn vào trong quỹ Hằng Hữu không thuộc của Hằng đi. Và nhà báo Hằng đi cũng không quen biết ngoài đời đối với bà Nguyễn Phương Hằng. Việc bà Hằng cho rằng bà cố tình gài bẫy để phá quỹ Hằng Hữu vì thế là không đúng sự thật. Điểm thứ hai, do nhiều người hiểu rằng quỹ Hằng Hữu là của gia đình bà Hằng nên à không phải công khai sao kê mà vì thế nhà báo Hàn Ni đã có những chương trình là bàn luận à, giới thiệu à, chia sẻ những cái vấn đề về luật pháp cho người dân kiến thức được à, có thêm à, về cái luật pháp thông thường. À, vì thế nên là Hàn Ni đã giải giải thích cho khán giả của mình biết được cái quỹ hàng hữu là có tính pháp nhân nên phải công khai à sau kê đàng hoàng Vì thế Vì những hai cái điều như trên Là có tính chất vu khống Của bà Nguyễn Phương Hằng Nên là nhà báo Hằng Ni đề nghị Cơ quan công an Bình, Bình Dương Phải làm rõ Cái sự tố giác này là sai sự thật Ảnh hưởng đến cái quyền lợi Của nhà báo Hằng Ni Nên nhà báo Hằng Ni đề nghị Phải nghiêm uh, nghiêm túc xử lý bà Nguyễn Phương Hằng và công ty cổ phần Đại Nam cũng như là cần phải cải chính thông tin công khai vì bà Nguyễn Phương Hằng đã dùng livestream để sỉ nhục vu khống nhà báo Hằng Ni rất là nhiều lần về hai cái vấn đề ở bên trên. Cũng như sau đó thì nhà báo Hằng Ni đã kiến nghị bên cơ quan công an là cần phải kiểm tra quỹ từ thiện Hằng Hữu theo đúng quy định pháp luật. Như thế thì chúng ta thấy rằng nhà báo Hằng Ni đã trả lời đầy đủ những cái câu hỏi của bà Nguyễn Phương Hằng khi mà bà yêu cầu bên cơ quan công an làm rõ một số hành vi được cho là vi phạm pháp luật của nhà báo Hằng Ni. À, nhà báo Hằng Ni đã trả lời là không có chuyện đó. Sau khi trả lời xong thì có một màn tấn công ngược trở lại và nhà hàng Ni cũng đã đề nghị cơ quan công an là phải làm rõ cái việc lạm dụng cái quyền tố giác và đã trở thành một cái điều vu khống à, từ bà Nguyễn Phương Hằng đến nhà báo Hằng Ni. Sau đó thì nhà báo Hằng Ni cũng đề nghị bên cơ quan công an là cần phải làm rõ cái quỹ từ thiện hàng hữu theo đúng cái pháp luật. Như vậy tỷ số hiện nay đã là 2 không nghiêm về cho nhà báo Hằng Ni. Mình đi kiện người ta, mình không có đầy đủ tài liệu chứng cứ thì rõ ràng nó trở thành là một cái lỗ hỏng lớn. Nó như là hồi nãy mà Thanh Việt nói rằng khi mà không biết chơi đánh banh squat đó quý vị thì đừng chơi. Mà đã lỡ chơi rồi thì hãy cẩn thận. Coi chừng những cái lá đơn đó nó trở thành những cái mũi tên bay ngược lại bà. Mà cái người giúp bà làm những chuyện này là một luật sư. ông ta núp lùm và đã tạo nên những cái gọi là lợi dụng cái quyền tố giác để làm lên những cái chuyện này chưa hết nha quý vị tỷ số nó có thể là trở thành là hai hay là ba không thì xin quý vị à, xem tiếp bà Nguyễn Phương Hằng còn gửi đến à, à, đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh nha quý vị một cái lá đơn đề nghị khởi tố à, nhà báo Hằng đi vậy thì chúng ta hãy xem chúng ta cũng đã biết rất là nhiều về chuyện này nhưng thử xem cái tình hình nó như thế nào nha quý vị bà Nguyễn Phương Hằng tố cáo bên uh, liên đoàn luật sư thành phố uh, liên đoàn, liên đoàn luật sư Việt Nam là Hằng Ni đã dùng Facebook cũng như là YouTube đăng tải hàng loạt các bài viết sau đó là phân tích rất là sâu về cái cá nhân của bà Nguyễn Phương Hằng công ty Đại Nam và trong các hoạt động sản xuất từ thiện quỹ từ thiện hàng hữu và nhà báo Hằng Ni theo bà Nguyễn Phương Hằng đã kêu gọi cộng đồng mạng các đồng nghiệp nhà báo tấn công bà và công ty cổ phần đại nam và vì thế bà đã yêu cầu liên đoàn luật sư việt nam mà sau đó lá đơn này của bà đã được chuyển vào đến cho đoàn thành phố hồ chí minh đoàn luật sư thành phố hồ chí minh đây là ba điểm mà bà nguyễn phương hằng yêu cầu bên liên đoàn luật sư à, xác minh thứ nhất xác minh hằng ni có đăng ký hành nghề luật sư à, tại liên đoàn việt nam hay không thứ hai việc hàng ni làm phóng viên báo Sao Giải phóng và vừa đăng ký hành nghề luật sư có đúng theo quy định pháp luật hay không thì cái câu này đã mình để là gọi là nhai đi nhai lại giải thích đi giải thích lại rất là nhiều lần rồi phải không quý gì và điểm thứ ba là hàng ni có lời lẽ kích động cổ vũ khởi kiện tập thể trái phép sử dụng mạng xã hội để cố ý phản ảnh sai sự thật đó là hành vi vi phạm quy tắc đạo đức của nghề luật sư chúng ta đã thấy bắt đầu thấy có sự gọi là nhai đi nhai lại những cái vấn đề mà bà Nguyễn Phương Hằng à, gọi là tố cáo, à, đề nghị xem xét à, nhà báo Hằng Ni phải không quý vị từ ở bên sở thông tin truyền thông cho đến bên báo Sài Gòn Giải Phóng và bây giờ thì à, đoàn luật sư đều là những vấn đề được nhai đi nhai lại. Thanh Việt mới sực hỏi câu hỏi ở đây là cái ông luật sư phía đằng sau quý vị ông có hiểu về luật không ha hay là ông lại tiếp tục cứ nhậm đi dầm lại một cái vấn đề hay là ông đang giúp bà Nguyễn Phương Hằng câu giờ. Tại cái buổi làm việc với đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh, nhà báo Hằng Ni đã cho biết là cô đã yêu cầu đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh không nên tiếp nhận cái đơn khiếu nại của bà Nguyễn Phương Hằng. Lý do vì sao? Vì đây là cái hoạt động dân sự giữa hai bên. Không có bất cứ một cái hợp đồng dịch vụ pháp lý và nghiệp vụ luật sư nào. À mà đoàn luật sư phải can thiệp nó cũng như là bên sở thông tin và truyền thông vừa trả lời bà nguyễn phương hằng về quý vị như là bà nguyễn phương hằng yêu cầu bên sở thông tin là cần phải xử lý nhà báo hằng ni khi mà dùng hình ảnh của bà một cách bất hợp pháp không có sự đồng ý của bà thì bên sở thông tin truyền thông trả lời rằng đây là cái vấn đề cá nhân dân sự chúng tôi không có tiếp nhận cái đề nghị xem xét của bà thì đúng ra bên liên đoàn luật sư đoàn luật sư thành phố hồ chí minh cũng phải trả lời như vậy phải không quý vị đây là cái vấn đề dân sự không đụng gì đến cái dịch vụ pháp lý nghiệp vụ luật sư mà à, cái bản hợp đồng à, đó giữa nhà báo hằng ni và bà nguyễn phương hằng là không có nhưng quý vị nên không cần phải có sự can thiệp của đoàn luật sư thành phố hồ chí minh điểm thứ hai dành cho câu hỏi thứ hai là nhà báo Hằng Ni vừa luật sư vừa nhà báo thì cái này chúng ta đã hiểu rất là rõ rồi Hằng Ni có hợp đồng lao động nên không thuộc diện viên chức yeah, nên có thể hành nghề à, cả hai thứ ba là nhà báo Hằng Ni không cung cấp thông tin hay sử dụng phương tiện mạng xã hội để bị đặt và công kích bất kỳ cá nhân nào nhà báo Hằng Ni không có bị đặt toàn bộ những thông tin nhà báo Hằng Ni đưa là có thiệt và dựa theo các cái báo chí đã nói cô chỉ có phân tích à, theo cái luật lệ, luật pháp, hành lang pháp lý mà cô có kiến thức mà thôi. Thứ tư là sau khi mà giải thích cho bên đoàn luật sư biết, nhưng quý vị thì cô cũng à, gọi là à, bàn thêm, à, mở rộng cái tầm nhìn cho cái luật sư của bên bà Nguyễn Phương Hằng là thay vì khiếu nại Nhưng cái vị thì nên làm tố cáo. Từ vì trong cái lá đơn bà Nguyễn Phương Hằng gửi đến cho đoàn luật sư là khiếu nại. Đấy. Chứ bà không tố cáo. Khiếu nại thì nó phải gây ảnh hưởng đến quyền lợi của bà Nguyễn Phương Hằng. Nhưng mà những cái điều mà nhà báo Hằng Ni làm thì không gây ảnh hưởng đến quyền lợi của bà Nguyễn Phương Hằng. Đó. Nên là không thể nào khiếu nại được. Nên là nhà báo Hằng Ni khuyên là bà nguyễn phương hằng cùng luật sư nên làm đơn tố giác à, tố giác điều gì tố giác điều chẳng hạn như là à, nhà báo hằng ni à, có phải là viên chức hay không à, như vậy là phạm quy định thì là tố giác à, chúng ta thấy rõ ràng là đi kiện người ta mà không có đầy đủ những cái chứng cứ đi khiếu nại yêu cầu bên đó xác minh mà không đầy đủ chứng cứ thì nó trở thành là một cái trò cười và vì thế sau khi nhà báo hằng ni giải thích xong thì cũng đã mở não cho bên luật sư của bà nguyễn phương hằng biết là thay vì khiếu nại nên làm đơn tố giác từ vì khiếu nại thì khi bao giờ mà ảnh hưởng đến cái quyền lợi cá nhân thì mới khiếu nại còn tố giác thì chúng ta báo tin tội phạm đó quý vị thì có khi là không trực tiếp à, liên quan đến cái À, lợi ích của mình phải không quý vị thì nó gọi là báo tin tội phạm thì như vậy là chúng ta đã thấy là cái tỷ số nó đã là ba không nghiêng về nhà báo hằng đi bà nguyễn phương hằng là một người rất là thích cho rằng tất cả những người không cùng một chi hướng với bà là đang đánh cháu khái niệm với xã hội với cộng đồng mạng nhưng mà thực sự ra bà nguyễn phương hằng mới là người tung tin sai sự thật. Bà đã nói rất là nhiều. Không có chứng cứ. Nhưng quý vị, có thể kể ra như thế này. Trong thời gian gần đây, cách đây không lâu lắm, khoảng một tuần hơn một chút thôi. Trong lúc mà trước khi Khánh Thành cái nhà máy găng tay đóng ngọc mỗi mặt tuyệt vời đó, thì bà Nguyễn Phương Hằng có trao đổi với các cái nhóm múa của mình để cho họ đăng tin là nhà báo Hằng Ni bị tịch thu thẻ nhà báo và luật sư, rồi sau đó họ cho thêm mắm thêm muối vào, nè, quý vị, à, tí đường tí bột ngọt, thì họ kết luận rằng nhà báo Hằng Ni sau khi mà bị tịch thu thẻ nhà báo và luật sư thì đã nhảy cầu tự tử, ghê thế đó. Rồi cái tin thứ hai mà bà Nguyễn Phương Hằng nói rằng nhà báo Hằng Ni đã bị phạt 7 triệu rưỡi, à, nên là không được dùng mạng xã hội nữa để công kích bà Nguyễn Phương Hằng. Đây là cái thời gian mà nhà báo Hằng Ni bị bệnh. Nhưng quý vị, và không thể livestream liên tục được, thì có nghỉ một thời gian ngắn. Thì nhân cơ hội này, bà Nguyễn Phương Hằng cùng với luật sư cho rằng nhà báo Hằng Ni đã bị bên Sở Thông tin và Truyền thông phạt 7 triệu rưỡi. Phạt 7 triệu rưỡi. Nhưng mà rồi không có nhưng quý vị. Nhà báo Hằng Ni sau khi mà chữa bệnh được khỏi xong thì đã trở lại trong những buổi livestream của mình và tiếp tục dùng những cái kiến thức về luật pháp để trao đổi với quần chúng, với người dân. Rồi bà Nguyễn Phương Hằng cũng tuyên bố rằng, quý vị vẫn còn nhớ, vào tháng 7 tháng 8, mình là giữ 2 kg giấy tờ ngân hàng, giấy sao kê của Đàm Vĩnh Hưng để chứng minh là Đàm Vĩnh Hưng đã không minh bạch trong chuyện từ thiện, quyên góp cho miền Trung nhưng mà đến lúc mà ra tòa à, à, ra tới công an đó quý vị thì bà không có một kg nào hết bà chả mang một kg giấy nào hết vì thế mà từ hai kg giấy nó đến à, không còn một kg nào và cái danh dự của bà nó cũng đi tiêu luôn phải không quý vị không có một kg nào hết rồi thứ tư bà đã làm đơn tố giác yêu cầu xử lý hình sự đối với ông võ hoàng yên vì ông đã lợi dụng tín nhiệm để chiếm đoạt 183 tỷ. Cái con số này thì ngày thông qua Thanh Việt cũng đã giải thích rồi. Thật sự thì cũng chả trên đời này ai mà có thể cộng trừ ra được tới 183. Vì có lúc bà nói 102, có lúc 97, có lúc 2000 tỷ lắm quý vị nha. Nhưng mà rồi kết quả quý vị cũng đã thấy. Bên cơ quan công an đã không khởi tố hình sự ông Võ Hoàng Yên. Có nghĩa là bà đã nói sai sự thật. Rồi, bà cũng tố cáo Hoài Linh chiếm đoạt tiền từ thiện 14 tỷ đây là cái thời điểm mà khoảng tháng 4 tháng 5 đây là cái màn đấu tố mà rất là rùng rợ kêu tên của Hài Linh hàng ngày Đúng quý vị hàng ngày và gọi những danh từ tục tiểu nhất thì cách đây không lâu cơ quan công an thành phố Hồ Chí Minh cũng đã kết luận là không có đủ chứng cứ để tố cáo à, khởi tố hình sự Hoài Linh về tội chiếm đoạt tài sản lợi dụng tín nhiệm và hôm 16 tháng 10 trong lúc mà bên cơ quan công an văn phòng CP02 mời bà Nguyễn Phương Hằng ra để đối chất với ông Võ Hoàng Yên à, một lần chót có giấy tờ thì có bằng chứng gì chứng cớ gì thì nhớ mang đi theo thì khi mà ra đến nơi thì quý vị cũng đã biết rồi bà la làng lên là bà bị ông luật sư Lê Thành Kính cùng phái đoàn luật sư của ông đại diện cho võ hoàng yên đã hành hung bà ngay tại văn phòng của cơ quan công an thành phố hồ chí minh và cơ quan công an thành phố hồ chí minh đã không binh bực và bà một cách rõ ràng để cho ông lê thành kính lợi dụng những chuyện này Xỉ nhục bà đòi hành hung bà một người phụ nữ à, thế 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 đó quý vị thì đây là một chuyện vu khống một lần nữa bên cơ quan công an cũng đã trả lời không có một sự hành hung nào thì cái danh sách 6 điểm này à, nó dự, tạm thời dừng ở đây chứ nếu mà ngồi mà tính ra đó quý vị thì nó nhiều vô cùng kể nhưng thanh thân việt chỉ có à, liệt kê 6 cái ví dụ thôi nhưng quý vị còn nhiều còn rất là nhiều trong hơn 10 tháng qua những cái sự vu khống của bà thanh việt xin quý vị cho phép một chút xíu để uống một tí nước rồi mình tiếp tục chương trình. Và trong lúc này, nếu quý vị nào chưa bấm nút like thì xin quý vị nhớ bấm. Và xin quý vị đừng rời chương trình. Lý do là vì cuối chương trình Thanh Việt còn có một bài thơ khá là đặc biệt để tặng cho quý vị. Cái ông luật sư đại diện cho cá nhân bà Nguyễn Phương Hằng đó quý vị, thì ông này có một cái bệnh là ông thích chạy lòng vòng Vì ông núp lùm nên ông thích chạy lòng vòng Cái quá trình mà ông làm đơn đó Để giúp cho bà Hằng đó quý vị Thì nó trở thành một cái thói quen Mà ai ai cũng đã bắt đầu nhận ra được Thanh Việt tạm thời cho quý vị thấy Ở trên màn hình Là gồm có nguyên đơn Rồi trung ương, địa phương và bị đơn Nguyên đơn quý vị đã biết rồi Tức là bà Nguyễn Phương Hằng À, người giúp bà làm những cái tờ đơn này là ông luật sư cá nhân của bà, à, ông tên gì thì tất cả quý vị cũng đã biết phải không quý vị? À, ông cũng là trưởng ban à, chủ tịch của cái hội đồng à, khen thưởng và kỷ luật của đoàn thành phố Hồ Chí Minh, đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh, anh em quý vị. Thì à, chuyện đầu tiên đó là ông giúp cho bà Nguyễn Phương Hằng gửi cái à, đơn khiếu nại đến liên đoàn luật sư Việt Nam tại Trung ương rồi làm cho liên, đo liên đoàn luật sư Việt Nam phải chuyển đơn về tới địa phương đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh nơi Hằng Ni đang công tác thì bị đơn trong vấn đề này là Hằng Ni rồi đi vòng vòng như vậy chưa đủ cái lá đơn kế tiếp cũng thuộc về Hằng Ni, bị đơn là Hằng Ni ông luật sư này gửi đến cho bộ thông tin và truyền thông cứ toàn đi uh, ra, ra trung ương đâu quý vị, rồi bộ thông tin và truyền thông lại cũng phải chuyển đơn vào tới địa phương sở thông tin và truyền thông thành phố hồ chí minh, không biết ông này ông làm luật sư cho đại diện cho những cái vị khách, khách khác ông có đi vòng vòng kiểu này không quý vị, nếu mà đi vòng vòng kiểu này thì khách hàng của ông là sẽ sẽ gọi là tức chết đó quý vị, nhưng quý vị tức chết, Tại vì chờ quá lâu, rồi chưa hết nhau quý vị ông cũng giúp bà Nguyễn Phương Hằng. Từ ba này thì không hiểu là vì không hiểu gì nhiều về cái hành lang pháp lý thôi. Mặc dù lần nào lên livestream bà Nguyễn Phương Hằng cũng tự vỗ ngực cho rằng mình là chiến sĩ đang chiến đấu trên uh, cái chiến trường pháp lý, hành lang pháp lý gì đó lung tung gì đó. Nhưng mà thật sự ra bà thì không hiểu gì hết. Yeah. Tất cả đều do cái ông luật sư riêng của bà. Yeah. Thì uh, lần này bà uh, ông luật sư đã gửi đơn kiện đàm vĩnh hưng là à, tố giác ra tới bộ công an, đã. rồi bộ công an cũng phải mất thời gian chuyển cái lá đơn về tới địa phương là sở công an thành phố hồ chí minh. nhưng quý vị chưa hết, nhưng quý vị chưa hết. gần đây nhất lại là cái danh từ chuyển đơn, chuyển đơn chạy vòng vòng, bà đã gọi là tố giác điền quân ra tới bộ công an, rồi thì bộ công an nhận cái đơn này cũng phải trừ, cười, cười trừ, cũng phải chuyển đơn đến sở công an thành phố hồ chí minh. cứ thế mà nó cứ chuyển, mà mỗi lần đó quý vị có một cái cái thú vui là mỗi lần mà bà nhận được cái lá thư của bên uh, liên đoàn luật sư hay bộ thông tin truyền thông hay là bộ công an, bộ bộ gì đó người ta gửi cho bà cái công văn và nói rằng báo tin rằng đơn của bà đã được chuyển vào tới sở thông tin hay là sở công an thành phố hồ chí minh hay là đoàn luật sư thành phố hồ chí minh thì bà vui sướng lắm rất là vui mặc dù cái đơn đó là chỉ là đơn báo thôi đơn báo là chúng tôi đã chuyển đơn thôi mà bà vui cực kỳ để lên trên facebook và vui cực kỳ thì không biết bà vui chuyện gì chuyển đơn thôi mà chuyển đơn thôi mà sao lại vui thế nhưng mà trong cái câu chuyện này thì chúng ta thấy rằng à, ông luật sư của bà ông tên là hồ nguyên lễ, những quý vị ông hồ nguyên lễ luật sư cũng là à, chủ tịch của cái hội đồng khen thưởng hồ là chắc là cái cái họ của ông lễ là tên của ông còn nguyên á là tên đệm nhưng mà với cái uh, trình độ của ông và với cái phương pháp làm như thế này thì chúng ta phải gọi là hồ chuyển lễ. Từ vì chuyển mà lúc nào ông làm đơn giúp cho bà Nguyễn Phương Hằng nó cũng cái kết quả là phải chuyển, chuyển đơn. Về thanh việc tạm thời đổi tên là hồ chuyển lễ. Lúc nào cũng chuyển, bỏ bỏ cái chữ nguyên đi, chuyển hồ chuyển lễ. Đặc biệt thế đó quý vị. Bây giờ nó đến cái chuyện mà làm nhiều đơn quá. Làm nhiều đơn quá nha quý vị Thì cái tai hại mà Thanh Việt đã kể cho quý vị là Nó giống như là Lấy tiền che thân Mà hết tiền rồi thì mới chết người Hết tiền rồi thì cái quả thân thôi Mà chơi cái gì mà không biết luật Thì có khi cái luật nó trở thành nó hại mình Chứ không ngon lành gì hết Ở đây Thanh Việt mới nói rằng Nếu ai à, Nếu ai mà cần luật sư của bà Nguyễn Phương Hằng à, Cái ông hồi nãy đó quý vị Ông Hồ Chuyển lệ đó cho những cái chuyện pháp lý của mình trong tương lai thì quý vị có thể liên lạc với con ma nhà họ hứa ông ông luật sư này thanh việt vừa mới có cái tên là hồ chuyển lễ nhưng mà thực sự cái tên của ông mà đúng theo cái phương pháp của ông với bà Hằng đó quý vị thì tên của ông là kiện toàn thua những quý vị kiện toàn thua lần nào đi kiện cũng thua vừa rồi là khởi kiện khởi khởi tố à, với nhà báo Hằng Ni kết quả đã là 0-3 cho bà Nguyễn Phương Hằng 0-3 kiện lần nào cũng thua rồi đến ông Võ Hằng Yên cũng thua rồi gào thét lên trên mạng xã hội với Hoài Linh cũng thua với Đàm Vĩnh Hưng vác thân hình của mình ra đến công an bộ công an cũng thua tại vì chả trình bày được một cái um, giấy tờ gì hết thế mà cái ông luật sư thay vì khuyên bà Hằng là đừng nên đừng nên nộp đơn nữa mà vẫn Mà vẫn chấp nhận Chấp nhận để làm những cái tờ đơn đó Nộp mặc dù ông hiểu rõ Hiểu rất là rõ Làm đơn yeah, Tối Tố giác Mà không đầy đủ bằng chứng Thì nó trở thành là vu khống Mà biết cái chuyện đó là đúng yeah, Cái chuyện mình làm à, Là đúng là vu khống Mà mình vẫn còn tiếp tục làm Thì nó phạm tội Điều 156 Hôm qua thanh Việt cũng đã nói rồi thì không biết ông này là vì tiền trở nên à, à, tối nẻo hay là không biết thật sự. Chưa hết nha quý vị, không phải vì tiền mà nhắm mắt đâu quý vị, còn vì tiền mà đâm sau lưng đồng nghiệp nữa. Tại sao thanh Việt nói là đâm sau lưng đồng nghiệp? Vì ông là người biết được bên Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh đầu năm 2021 đã có một vài cái sự điều tra, xem xét xem nhà báo Hằng Ni có phải là viên chức hay không khi mà vừa làm luật sư mà vừa làm nhà báo thì ông đã biết đầu năm 2021 đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh đã liên lạc với báo Sài Gòn Giải phóng và được trả lời là cô Hằng Ni không phải là viên chức mà là hợp đồng lao động thì ông đã biết điều đó rồi nhưng mà ông vẫn nhắm mắt lấy cái lấy cái tin tức mà mình có được tại cơ quan của mình à, lợi dụng cái quyền lực của mình để đưa cái chuyện mà mình biết được cho thân chủ và giúp thân chủ làm náo loạn đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh. Cái này nó gọi là đâm sâu lưng chiến sĩ bằng đưa những cái thông tin không đúng sự thật và lợi dụng cái quyền lực của mình nhưng quý vị để lấy được những cái thông tin đó và khi mà những cái thông tin này ông đã biết được đó là không đúng sự thật nhưng mà ông vẫn tiếp tục dụ thân chủ của mình là cứ làm đơn đi. Vì khi mà đơn nó ra ngoài tới ngoài liên đoàn thì nó cũng sẽ chuyển về đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh. Mà tới đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh rồi thì nó cũng phải chuyển vào đến cái bàn làm việc của ông. Đó là hội đồng khen thưởng và kỷ luật. Tà ý vậy đó quý vị, rất là tà ý. Rồi Thanh Việt vừa mới nói cái gì? cái lá đơn đó được chuyển đến bàn của ông phải không quý vị vậy là ông là người viết đơn và rồi cái lá đơn đó nó cũng chuyển về cái bàn của ông vậy là ông đã dừng dùng cái chức quyền cá nhân để làm những cái chuyện vừa đá banh vừa thổi còi nó tạo ra một cái sự xung đột lợi ích nó gọi là conflict of interest để phục vụ cho mục đích cá nhân mục đích của thân chủ mà ông là một luật sư đã làm việc lâu năm không lẽ là không biết điều này Vậy là nhắm mắt vì tiền Phải không quý vị? Nhắm mắt vì tiền Nhắm mắt để đâm sau lưng đồng nghiệp Đến nỗi mà ông Huỳnh Ý Dũng Cố tình hay vô tình Quảng cáo cho Cái luật sư cá nhân của mình Là chú ấy rất là hiền Mở hoặc đóng hoặc quý vị Chú ấy đi theo chỉ làm giấy tờ mà thôi Thế việc ở đây là phải nói là Ôi trời ơi Một ông chủ tịch hội đồng khen thưởng của đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh mà phải đi theo bà Nguyễn Phương Hằng chỉ vì chuyện làm giấy tờ thôi thì thôi thuê một cái người thư ký giỏi nào phụ tá luật sư cũng được làm gì mà thuê một cái ông chủ tịch của cái hội đồng khen thưởng của một cái đoàn luật sư lớn nhất nước Việt Nam đi ra để chỉ làm giấy tờ câu chuyện quá nhục nhã ở đây quý vị phải nói là quá nhục ở đây và cái chuyện từ nhục nó sang tội. Tội chỗ lây lì gì quý vị? Ông này thì ông chỉ đứng ở đằng sau. nhưng quý vị, chỉ đứng đằng sau. Ông đứng luôn đằng sau trong cái vụ à, khởi tố. Tố giác cái vườn cao su 360 hectare của chồng trước bà Nguyễn Phương Hằng. Đó là ông Trần Văn Thịnh. Ông cũng là người đứng ở đằng sau trong cái vụ án này. Chỉ có núp lùm ở phía đằng sau thôi. Mà Thanh Việt gọi là còn tồi hơn cái ông à, tiến sĩ giảng viên ở trường luật ở đây chúng ta đã phê bình cái anh tiến sĩ giảng viên này rất là nhiều nhưng ông luật sư riêng kiện toàn thua của bà hằng đó quý vị nó còn tồi hơn nữa lý do tại sao là vì ông không dám lên livestream và múa cùng chủ của mình chứ còn thường cái anh luật sư này anh cũng vì tiền cũng như là ông kiện toàn thua cũng vì tiền nhưng mà anh cũng phải bán thân mình cho kẻ Lên cũng phải múa, cũng phải họa theo. Nhưng mà cũng đáng khen cho anh. Cũng can đảm hết sức mình đi lên múa cùng với chủ của mình. Còn cái ông kiện toàn thua đó quý vị nhé. Ông Hồ Chuyển Lễ đó. Thì ông nó không dám. Ông chỉ đứng đằng sau đi giật dây thôi. Làm những cái chuyện mà gửi lung tung đơn lên. Làm náo loạn. Lợi dụng cái quyền tố tụng. Thì ông trở thành đồng phạm nha quý vị. Nếu thân, thân ngày hôm qua cũng đã dính đồng phạm mà không biết nhiều về luật pháp thì còn nhẹ tội, đồng phạm mà đã hiểu rõ luật pháp, biết được điều mình làm là không tốt. mất thời gian của cơ quan nhà nước trong lúc đang ở cái dịch bệnh như thế này. Yeah. Biết bao nhiêu chuyện khác mà ông vẫn làm. Vậy là ông đã lợi dụng vi phạm rất là nặng cái tội đồng phạm này nha quý vị. Cái điều duy nhất ở đây đó được rồi, ông viết những cái lá đơn Ông núp lùm viết những cái lá đơn Giúp cho bà Nguyễn Phương Hằng Nhưng mà không may đó Vì cái trình độ giới hạn của mình Nên ông đã tự Hại thân chủ của mình Chứ không ai hại thân chủ của mình hết Những nơi mà ông có thể Khiếu nại, đề nghị Thì ông lại không làm Những nơi mà cần tố giác Thì ông lại đi khiếu nại Những nơi cần khiếu nại Thì ông lại đi tố giác gây ra một cái chuyện mà gọi là cái mũi tên nó bay ngược lại. Hoặc là nó như là chơi cái môn đánh squat vậy. Trái banh nó đánh mạnh quá, vui quá, sướng quá là mình đã tứ bề, tam bề đánh người ta. Đánh hết sức mình. Và không ngờ là cái cái trái đó nó quật lại. Quật còn mạnh hơn nữa quý vị. Ở đây người ta gọi là ngu và tham. Thường thường ngu và tham là hai cái phạm trù mà nó ít đi chung cho những người biết luật. Như cái ông kiện toàn thua này nha quý vị. Nhưng mà cái ông kiện toàn thua này trong đầy đủ hết. Vừa ngu vừa tham. Ngu ở đây là không phải là ông thiếu kiến thức về pháp luật. Nhưng mà ngu ở đây là ông đã không biết. Nên Thanh Việt đang nói một cái ở cái hứa gọi là tốt cho ông nhưng Không dám đứng lên để nói với thân chủ của mình là không nên làm vậy. Vì nếu mà tôi làm đơn theo điều bà muốn thì tôi cũng sẽ đồng phạm vào tù. Cái đó là cái trường hợp mà khả quan nhất cho ông luật sư kiện toàn thua nhân quý vị. Từ vì nếu mà ông khuyên thân chủ của mình đừng nên làm vậy vì nó sẽ ảnh hưởng không những đến thân chủ mà còn ảnh hưởng đến ông ông. Vì làm những điều như bà nói thì ông có thể là mất hết danh dự, danh tiếng từ vì nộp đơn chỗ nào cũng đều bị chuyển. Chuyển xong rồi bị thua. Thì nó gọi là ông kiện toàn thua mà quý vị. Ông luật sư kiện toàn thua. Đây Thanh Việt muốn, muốn nói rằng quý vị nào yeah, yêu thích bà Nguyễn Phương Hằng mà đang có chuyện pháp lý quý vị hãy nghĩ nghĩ thật là kỹ trước khi mà đi thuê cái ông kiện toàn thua ông Hồ chuyển lễ nha quý vị tại sao? tự vị đang ở yên đó mà giúp mà nhờ ông giúp cho quý vị có thể vào tù mà nếu mà phạm những cái tội mà có thể là chỉ bị tù treo cãi một hồi một cái trở thành là đi vô tù giam luôn nhắc tới cái chuyện cãi thì thanh việt sực nhớ tới cái điều một chuyện nữa biết thanh việt có chia sẻ cho quý vị chưa là cũng cái ông uh, kiện toàn thua hồ chuyển lễ này ông uh, ông làm gì quý vị biết không cái hồi mà bà Nguyễn Phương Hằng nói xấu ở bên Bình Thuận là Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận đã chấp nhận cho ông Võ Hoàng Yên làm chuyện bấm hiệp thế này thế nọ thì bên ở Bình Thuận đã không đồng ý với cái điều vu khống của bà và đã nhờ bên Thành phố Hồ Chí Minh là cần phải phạt bà Hằng 7 triệu rưỡi phạt giùm họ vì bà Hằng hiện là đang sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Thì ông Hồ Chuyển Lễ này, ông Kiện Toàn Thua này, không nghiên cứu kỹ lưỡng, vội vàng đem cái lá đơn của mình, tự mình phát thảo ra, chạy đến tòa án. Không cần đi qua sở thông tin, chạy đến tòa án và đòi nộp đơn. Nhưng mà dĩ nhiên tòa án không chấp nhận, vì đây là cái vụ của sở thông tin và truyền thông của Bình Thuận, chứ không phải là của thành phố Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh chỉ làm dùm thôi Họ trả đơn Thì ông kiện toàn thua này Không biết là vì tiền Tự nhiên cái đầu óc nó không nhớ nữa Đến luật nữa Nên ông đã làm âm ủy Là toán lên ở, ở tòa án Tại sao không nhận đơn Của thân chủ thôi? Họ đành phải giải thích cho ông Ông hãy tự về mà nghiên cứu Đây là chuyển đơn Của Bình Thuận vào tới thành phố Hồ Chí Minh Chứ không phải thành phố Hồ Chí Minh À, phạt bà Nguyễn Phương Hằng. Nên là chúng tôi không thể nào đem cái đơn này thì xử lý được. Còn ông muốn kiện tự đi ra ngoài Bình Thuận đến tòa án ở đó mà kiện. Nhưng quý vị, đó là chuyện tức cười không quý vị? Quá tức cười. Quá tức cười. Vì vậy, những quý vị nào đang ủng hộ bà Nguyễn Phương Hằng mà ủng hộ đến nỗi mù quáng và muốn à, thuê một luật sư đại diện cho mình về những cái vấn đề nào đó trong tương lai và ngay cả những diễn viên múa này, nha quý vị, những diễn viên múa lỡ mà có chuyện đồng phạm xảy ra thì cũng đừng thuê luật sư của của nhóm trưởng, nha quý vị, tại vì ông luật sư này sẽ cho quý vị đang là tù treo trở thành là tù giam, đang yên đang lành ở nhà thì có thể được vị đi kéo ra tòa để xử án nếu nhờ ông đại diện pháp lý. Một trong những điều mà Thanh Việt nghĩ rằng à, Bà Hằng nên à, theo Theo kiện Cái vụ mà sử dụng hình ảnh của bà à, Bởi Hằng đi, Tại vì cái vụ này là vụ dân sự Bà Hằng à, đã từng Rất là muốn gặp Nhà báo Hằng Ni, phải không quý vị à, Đến tận báo Sài Gòn giải phóng Rồi hứa là gặp bất cứ ở chỗ nào Là tán ngay lập tức Tán xong rồi thì tính sau Thì đây là cái cơ hội cho bà Nguyễn Phương Hằng để gặp nhà báo Hằng Ni tại tòa án. Khi mà bà Nguyễn Phương Hằng nên lắng nghe nhà báo Hằng Ni. Khi nhà báo Hằng Ni vừa mới vạch ra một cái con đường pháp lý cho bà và luật sư của bà. Là gì quý vị? Là kiện cái vụ kiện sử dụng hình ảnh của bà Nguyễn Phương Hằng trên mạng xã hội mà không có sự đồng ý của bà ra tòa án dân sự. Thì lúc đó nhà báo Hằng Ni sẽ xuất hiện. À, khá hay nhau quý vị nha. Nhà báo Hằng Ly sẽ xuất hiện Gặp bà Nguyễn Phương Hằng Ôi một trận đấu quyền anh sẽ xảy ra Ở tòa phải không quý vị Tại vì bà Nguyễn Phương Hằng bảo là gặp đầu đánh đó Gặp đầu đánh đó Và ngay tòa tòa án cũng đánh Đánh xong rồi đi thẳng vào tù còn lẹ hơn nữa Phải không quý vị Bà nói là gặp đầu đánh đó Ngay cả con cái của bà mà ra ngoài đường Gặp nhà báo Hằng Ly Hay là những cái vị gọi là à, Thù hận muôn đời Đối với bà thì là báo cho bà biết đánh luôn như vậy là quá quá hay gặp ngay tại tòa một công đôi ba việc vừa đánh được nhà báo hằng ni vừa khởi kiện được cô trong cái vụ án dân sự về việc sử dụng hình ảnh đẹp đẽ của bà mà không có sự đồng ý của bà kỳ quá à, đây là cái cơ hội mà bà nguyễn phương hằng cùng với luật sư nên uh, suy nghĩ thật là thấu đáo và nên nộp đơn ngay yeah có lẽ là chiều hôm nay bà Nguyễn Phương Hằng sẽ nhận được cái cái thơ của bên sở thông tin truyền thông mà hồi nãy là thanh việt có đưa cho quý vị xem cái bản gốc của cái công văn này nha quý vị vừa ký ngày hôm qua nên là bà Nguyễn Phương Hằng chưa nhận được đâu chưa nhận được cái lá đơn nó còn đang trên trên đường bưu điện chiều hôm nay sẽ nhận được chiều hôm nay sẽ nhận được và thanh việt có lời khuyên trên cái tính chất pháp lý là cứ theo sở thông tin truyền thông nộp đơn khởi kiện nộp đơn tòa nhân sự một công đôi ba việc nhưng quý vị và lúc đó thì chúng ta sẽ thấy được ông kiện toàn thua hoặc là ông hồ chuyển lễ hai tên nhưng mà chỉ một người ông hồ chuyển lễ và ông kiện toàn thua sẽ ra tòa chúng ta sẽ thấy hai trận đấu quyền anh trận thứ nhất là trận quyền anh thực sự về uh, xin lỗi quý vị bà nguyễn phương hằng nói là tán cho vỡ mặt đó trận đấu quyền anh tán cho vỡ mặt rồi trận thứ hai là trận pháp lý giữa ông hồ chuyển lệ ông kiện toàn thua với luật sư của nhà báo hằng ni hay là chính luật nhà báo hằng ni sẽ làm luật sư cho chính mình thú vị phải không quý vị rất là thú vị ở đây thanh việt có được cái kết luận cho quý vị thấy rằng khi mà chúng ta cần những luật sư thì chúng ta cần phải nghiên cứu biết được cái lịch sử cái tính cách của từng con người. Luật sư mà không có tâm, luật sư đã hả, vì cái đồng tiền mà đâm sau lưng đồng nghiệp, vì cái uh, um, cái quyền của mình. nhưng quý vị, lợi dụng cái quyền của mình để lấy được những cái thông tin nội bộ chuyển ra bên ngoài cho thân chủ của mình rồi giúp thân chủ của mình kiện ngược lại. Như quý vị, lợi dụng cái thông tin đó viết một cái lá đơn cho cái lá đơn đó một hồi nữa nó sẽ đi vào tới cái văn phòng của mình chúng ta thấy có hai chuyện nha quý vị chuyện thứ nhất lợi dụng quyền lực để lấy được thông tin nội bộ chuyện thứ hai là tạo nên một cái chuyện vừa đá banh vừa thổi còi đưa đến cái xung đột lợi ích conflict of interest hai điều rõ ràng ở đây đó quý vị hai điều rõ ràng mà cái lá đơn của ông viết nhiều đến nỗi mà bây giờ người ta nhìn thấy cái lá đơn của ông hồ chuyển lễ là người ta buồn cười rồi quý vị buồn cười thánh vị vừa mới trình bày cho quý vị à, những cái câu chuyện về cái ông luật sư của bà nguyễn phương hằng cũng như là tình trạng của bà nguyễn phương hằng hiện nay à, và điển hình nhất là những cái thông tin gần đây rất là bất lợi cho bà thua hoài linh à, trở thành là người vu khống rồi đến tiếp tục mà hoài linh đã có đơn khởi kiện bà Nguyễn Phương Hằng nha quý vị về tội vu khống rồi nha rồi thứ hai nữa bà cũng đang lo đấy thứ hai nữa là bây giờ đến ông võ Hằng yên mất cả tiền nữa mà ông võ Hằng yên có thể là kiện ngược lại với tội vu khống lại một lần vu khống nữa rồi à, Điền Quân Điền Quân đi tố giác Điền Quân Nhưng quý vị đi tố giác Điền Quân chứ không khiếu nại được bà không có lợi ích gì tại vì bà cũng không phải là người ở trong cái từ thiện đó mạnh thường quân nên bà chỉ không khiếu nại được mà bà phải là tố giác tội phạm báo tin tội phạm mà cẩn thận khi mà tố giác báo tin mà không đúng đó thì nó trở thành vu khống một cái tội rất là nặng đó quý vị tình hình khá là căng còn trường hợp của hàng ni với bà Nguyễn Phương Hằng thì chúng ta đã thấy rồi tỷ số là ba không nghiêng về hàng ni trước khi kết thúc chương trình như lời hứa Thanh Việt xin tặng quý vị Trong một ngày cũng tương đối là vui vẻ Thanh Việt làm một cái bài thơ Lâu quá rồi Các anh chị làm thơ quá hay Thì Thanh Việt xin được chia sẻ với quý vị Một bài thơ Thanh Việt vừa mới làm Được gọi là Thơ tặng cho con mai nhà họ hứa 181 tỷ Nhưng quý vị Thơ này thì nó có cái đặc điểm là Nó chỉ toàn là chữ tờ thôi nha quý vị toàn Chỉ toàn chữ tờ Thơ có tự đề là Tuyền tôi chứ vị đừng có cười. Thanh Việt biết rằng à, trong chương trình của Thanh Việt có rất là nhiều các anh chị em. Nhà thơ rất là tài năng. Nhưng mà thôi, Thanh Việt à, xin được tặng quý vị bài thơ chữ T. Tự đề là Tuyền Tôi. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Tên tôi Tuyền, 84 tuổi. Thôi thì trừ thất tư. Thỏ thiếu thời Tuyền tiếp thu, tư tưởng thối tha tồi tệ. Thân tươi trắng, tinh tường tỏ. Từ thở thiếu thời, tuyền tôi. Tính tình thích trai, toàn tơ. Thích tiền, thích thù, thích thú. Thời túng thiếu, tuyền tôi thích trần thình. Tơ tình, tế tái. Trong tâm tuyền, tôi toàn trai trai tơ trai tùng tuyền trao tuyền tống tỉnh tống tiễn tình tới trại tan tình tan tính tình tơ tuyền tôi tương tư thầy thuốc tuyền thề tình tha thiết thật thầy thề thầy thôi thích tuyền tuyền trao thầy thân tiền tình, tình tuyền trao thầy thuốc trăm tỷ tuyền tỏ tình tha thiết thầy thầy từ chối thầy tỏ thường tinh thần tuyền tôi tê tái thầy tim tuyền thuốc trợ tim thôi thầy từ từ thức tỉnh thầy thuốc toan tính tháo tháo thân tuyền thấy thế thề tính toan tống thầy thuốc tới chạy tù tuyền thét tuyền thề tuyền tiễn thôi thì thấy toàn tuyền than thở tải thất tình, tuyền thét thế thôi tuyền ta thầm trách tại trời thương thầm tuyền thấy tim tan trăm tỷ từ từ tan tành tuyền tôi thì thua toàn tập thủ tan tác tiếc thay tuyền thay tổng tóm tuyền tới trại trại trưởng tống tiễn tuyền tôi tội tù tới tận 84. quý vị đó là bài thơ con cốc toàn bằng chữ t à, tặng cho con ma nhà họ hứa một tỷ có tự đề là tuyền tôi thanh việt xin kính chúc quý vị một ngày thật là vui vẻ hạnh phúc bình an xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai I love you